Đi tiểu đau rát sau khi quan hệ là bị bệnh gì? Tình trạng đi tiểu đau rát sau khi quan hệ rất phổ biến ở người đang trong độ tuổi sinh hoạt tình dục. Để hiểu rõ đi tiểu đau rát sau khi quan hệ là bị bệnh gì, nguyên nhân do đâu và cách điều trị ra sao, mời mọi người theo dõi bài viết dưới đây. Đi tiểu rát sau khi quan hệ là gì? Đi tiểu rát sau khi quan hệ là tình trạng tiểu rát bút, tiểu rát sau một hoặc nhiều lần quan hệ tình dục. Đi tiểu rát sau khi quan hệ có thể do một trong những nguyên nhân dưới đây. Nguyên nhân gây đi tiểu đau rát sau khi quan hệ. 1. Đi tiểu đau rát sau khi quan hệ do quan hệ mạnh bạo. Quan hệ tình dục quá mạnh khiến dương vật hoặc âm đạo bị tổn thương, do đó sẽ dẫn đến tình trạng tiểu rát sau khi quan hệ. Lúc này, mọi người nhớ vệ sinh sạch sẽ bằng nước muối sinh lý hoặc nước ấm. Tình trạng tiểu rát sau khi quan hệ sẽ có thể tự khỏi trong 3 đến 5 ngày. 2. Không đủ chất bôi trơn trong khi quan hệ. Nữ giới không tiết đủ lượng dịch để bôi trơn sẽ khiến quá trình quan hệ gặp nhiều khó khăn. Cả nam và nữ có thể sẽ bị đau trong và sau khi quan hệ. Đây có thể do kích thích chưa đủ để tiết dịch bôi trơn, thời gian quan hệ quá lâu hoặc nữ giới bị rối loạn hormone, bị mắc một số bệnh lý phụ khoa. Để giải quyết vấn đề đi tiểu đau rát sau khi quan hệ này, cả hai cần tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Nếu không được thì cần thăm khám để được tư vấn và điều trị. 3. Sử dụng đồ chơi tình dục không đúng cách. Sử dụng đồ chơi tình dục xới toi một cách thô bạo có thể dẫn đến tình trạng đi tiểu đau rát sau khi quan hệ ở nữ giới. Ngoài ra, nếu đồ chơi không được vệ sinh sạch hoặc dùng chung có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm phụ khoa. 4. Đi tiểu đau rát sau khi quan hệ do mắc các bệnh xã hội. Nếu bạn hoặc đối tác đang mắc các bệnh xã hội như bệnh lậu, chlamydia, nấm candida, thì sau khi quan hệ đi tiểu bị đau rát cả ở người mang bệnh trước lẫn người bị lây bệnh nếu không sử dụng bao cao su. Vi khuẩn lậu chlamydia sau khi xâm nhập sẽ gây viêm niệu đạo ở nam và nữ, dẫn đến tình trạng đi tiểu đau rát sau khi quan hệ. Ở người mang bệnh trước, tình trạng tiểu rát buốt sau khi quan hệ sẽ nặng thêm, kèm theo tiểu rát, đau rát khi quan hệ tình dục, tiết nhiều chí hư ở nữ và chảy mủ dương vật ở nam. Ở người bị lây bệnh, sau khi quan hệ từ 1 đến 5 ngày, trung bình khoảng 15 ngày nếu mắc bệnh lậu, chlamydia sẽ thấy các triệu chứng như tiểu đau rát sau khi quan hệ, tiểu dắt, chảy mủ trắng, vàng, xanh liên tục hoặc ngắt quãng trong ngày tùy vào mức độ viêm nhiễm. Ngoài ra có các triệu chứng kèm theo như sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, buồn nôn, sưng đau hạch bẹn. Để xác định được các loại vi khuẩn này, người bệnh cần được thăm khám, chẩn đoán lâm sàng, xét nghiệm ở cơ sở chuyên khoa uy tín. Điều trị bệnh lậu, chlamydia hiện nay có thể sử dụng kháng sinh uống, tiêm hoặc kết hợp cả hai. Ngoài ra có thể sử dụng thuốc đông y để chữa bệnh lậu, bệnh chlamydia cũng có thể tiêu diệt được vi khuẩn và hết hẳn tình trạng đi tiểu đau rát sau khi quan hệ. Điều trị đi tiểu đau rát sau khi quan hệ. Căn cứ vào các nguyên nhân đã liệt kê ở trên thì có những tình trạng đi tiểu rát sau khi quan hệ không cần điều trị mà có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu mắc phải các bệnh xã hội, bệnh phụ khoa, nam khoa khác thì cần được thăm khám và điều trị kịp thời. Nếu tình trạng đi tiểu đau rát sau khi quan hệ tình dục không thể tự khỏi sau một tuần quan hệ thì bạn hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị. Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề đi tiểu đau rát sau khi quan hệ tình dục. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi theo số máy 0911333115. Gọi hoặc nhắn Zalo để được tư vấn miễn phí.